Chú, chú anh chị quay trở lại với chích chai bông cả nhà ơi à thì cả nhà ơi à, cúc thì có rất là nhiều loại cúc tuy nhiên thì à, bạch mai thì chỉ nó có một lô duy nhất đó chính là cúc bạch mai cả nhà thì ngày hôm nay em sẽ có à, cái lô cúc bạch mai này rất là đẹp nha đây cả nhà nhìn nè à, rất là đẹp cúc bạch mai thì hoa nó tầm khoảng ba mươi mấy cánh và đặc biệt là hoa màu trắng tinh khôi nha đó đây Ở một số cây nó đang có nút nụ nha cả nhà một số cây nó đang có nút nụ đặc biệt là lô này em thấy nó cũng rất là dễ tạo nụ nha đó, cây hôm nay nhìn rất là đã rồi nè Mặc dù nó không cao nha bờ Nhưng mà ghép nó cũng được nhiều tháng hơn cái lô trước em giới thiệu rồi Đó, Cây này thì bây giờ em bán giá là 2, 250 một cây nha hai cây thì bên em sẽ bao xíu cho chúng ta Đây là hàng cúc bạch mai nha cả nhà ơi Hoa màu trắng tinh khôi ha Đó, Khi nó ra thì nó cái đọt nó sẽ màu đỏ đỏ như thế này nha cả nhà Đây cả nhà nhìn nè đó em bao chuẩn giống như chúng ta vì hàng này chúng ta đã à, em đã test được mặt hoa tại vườn rồi nha đó cú bạch mai đúng cài đẹp ghê không cả nhà rồi hai trăm rưỡi một cây nha hai cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn đây là hàng cúc bạch mai rồi tiếp tục nha tiếp tục em sẽ qua bên đây chính là cái lô tiếng vua bông trùm ời à ơi một cái giống mai gì mà em nói nụ nó y như là cái tổ ong cả nhà ơi nè cái này là mấy cái cây con đó nha mà nụ nó vậy nè trời đó cả nhà nhìn thấy nụ của nó nè rất là dữ luôn trời ơi trời em nói nó đeo sao mà đặt nhẹ hết trơn luôn cả nhà và cây nó không có cao nha tầm khoảng hai tấc thôi à tấc mấy hai tấc thôi nhưng mà nụ nó đeo nè em nói nụ nó đeo cực kỳ đeo luôn đeo cứng ngắt cái cây luôn á cả nhà nhìn nè đó đây chính là tiếng vua bông chùm à, cái này thì em bán giá là 200 trăm ngàn một cây nếu mà chúng ta lấy hai cây bên em vẫn bao phí vận chuyển cho chúng ta đó cả nhà nhìn nụ nó nè cả nhà nó đeo như kiến luôn nha nó đeo quá trời y như là cái tổ ong luôn ha rồi ai thích loại nào thì alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà ơi vừa có cúp bạch mai vừa có tiếng vua bông trùm những giống mai đang hết hồn hệt hiện nay luôn ha em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha